Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Đây là Đài Phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Văn Yên và Thanh Hiển xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Sáu mùng 4 tháng 10, sau bản tin, chúng tôi sẽ có bài phỏng vấn Đức Hồng Y Fernando Finoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, về tông thư Maximum in Lut, Sứ vụ Vĩ đại, của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15, và về tháng truyền giáo ngoại thường. Và chương trình sẽ kết thúc với phút cầu nguyện do Xuân Khánh phụ trách. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức. Vatican, lúc 12:30 ngày 3 tháng 10, Đức Thánh Cha đã gặp khoảng 80 tham dự viên của Tổng hội dòng các nữ tu Thánh Orsola. Chủ đề của Tổng hội này là Cộng đoàn phổ quát cùng tiến tới một đời sống mới. Khởi đi từ chủ đề của Tổng hội, Đức Thánh Cha đã nói với các thành viên Tổng hội rằng Cộng đoàn và phổ quát là hai điều dường như đối ngược nhau. Cộng đoàn nói về những người cùng nhau chia sẻ một môi trường khá chặt như cộng đoàn dòng tu, cộng đoàn giáo xứ. Trong khi đó tính từ phổ quát chỉ đến một thực tại rộng lớn, đi đến tận cùng trái đất. Tuy nhiên, chúng ta đang sống trong một thời đại liên kết, tạo nên một cộng đoàn phổ quát. Nơi đó, những vấn đề nảy sinh không thuộc của riêng ai, như về kinh tế, môi trường, di dân. Vì thế, cần phải giải quyết cùng nhau. Với vế thứ hai của chủ đề, cùng tiến tới một đời sống mới, Đức Thánh Cha mời gọi các nữ tu dòng Orsola tạo nên một cuộc sống mới, mang nhiều người đến với Đức Kitô ngang qua niềm hy vọng và đức ái, trong đời sống chứng tá và trong việc dấn thân về giáo dục. Việt Nam, xuất phát từ niềm đam mê theo linh đạo thần khí sáng tạo, hai trưởng thiếu nhi thánh thể ở Sài Gòn đã lập ra một vườn tranh vẽ thiếu nhi thánh thể mang màu sắc Việt, gọi là giáo lý sketching. Giáo lý sketching là một trang vẽ tranh minh họa giáo lý trên mạng xã hội Facebook, được thành lập từ tháng 3 năm 2016. Cho tới nay, trang đã có hơn 7.000 người theo dõi. Một trưởng chia sẻ, thoạt đầu giáo lý sketching mở ra với mục đích lưu trữ trang ảnh đã từng vẽ, để có dịp cần thì tìm đến. Sau dần, cả hai trưởng nhận ra rằng tranh ảnh minh họa cho phong trào thiếu nhi thánh thể tại Việt Nam khá ít và chất lượng kém, nên hai người cùng bắt tay vào phát triển ý tưởng này. Tranh minh họa giáo lý là một hình thức diễn đạt bài học giúp các em thiếu nhi tiếp cận với Chúa một cách gần gũi và thân thiết hơn. Không chỉ gói gọn trong đam mê của bản thân, giáo lý sketching còn muốn góp mình vào việc loan báo tin mừng trong thời đại truyền thông số của giáo hội theo khả năng mình có. Hoạt động trên Facebook gần được 2 năm, một trưởng đã có gia đình nên thời gian vẽ chỉ là tận dụng những thời giờ rảnh rỗi. Cộng với tài văn thơ có sẵn của mình, trưởng này đã viết quảng bá tranh vẽ trên trang Facebook cũng có phần màu sắc hơn. Cả hai trưởng điều hành trang Facebook đều là huynh trưởng hoạt động tại các giáo xứ ở Sài Gòn. Kinh nghiệm nhiều năm tham gia cùng thiếu nhi cũng chính là nguồn kho ý tưởng cho các sản phẩm. Ý tưởng đơn giản được nhặt từ các chủ đề, câu chuyện, nhân vật kinh thánh. Điều đặc biệt thu hút của giáo lý sketching là hình ảnh không chỉ ngộ nghĩnh nhưng rất đậm nét truyền thống Việt. Một trưởng rất chú ý trọng đến hình ảnh về trang phục, không gian của các nhân vật trong tranh. Nội dung và hình thức của tranh luôn phải đặt trên sự chuẩn mực về giáo lý và kinh thánh cũng như văn hóa Việt. Ngoài những hình ảnh gần gũi hóa về Chúa Giêsu để trẻ nhỏ đến gần hơn với Thầy, giáo lý sketching cũng có nhiều ý tưởng mới lạ khác. Không chỉ trưng bày những tranh ảnh tự vẽ, đây cũng là một trang để quy tụ những người cùng đam mê và tài năng về vẽ tranh giáo lý. Trang cũng có nhiều sản phẩm hoặc hình khác vẽ về huynh trưởng để anh chị huynh trưởng trở nên thân thương hơn trong các em. Roma, Hội đồng giáo mục Ý lên án một đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Ý về việc tháo bỏ các thánh giá ra khỏi các lớp học ở các trường công. Hôm 30 tháng 9, Bộ trưởng Giáo dục ông Lorenzo Fioramonti đã nói trên một radio của Ý rằng các trường học ở Ý cần theo thế tục và cho phép mọi nền văn hóa diễn tả mình. Ông nói, tôi sẽ không trưng bày bất cứ biểu tượng nào đặc biệt. Theo ông, việc tháo gỡ thánh giá sẽ làm cho các lớp học của Ý bao gồm hơn đối với những người không phải là Kitô hữu. 80% dân số Ý xác định mình là người Công giáo. Trong một bài xã luận được đăng trên tờ báo của Hội đồng Giáo mục, các giáo mục Ý lên án ý định tháo bỏ các thánh giá khỏi các lớp học
và gọi đây là một cuộc tranh luận vô ích. Các giám mục nói rằng, thánh giá không nhắm chia rẽ, nhưng là một biểu tượng của tình huynh đệ đại đồng và là một trong những gốc rễ của nền văn minh của chúng ta. Nghị sĩ Deborah Serracchiani thuộc đảng Dân Chủ Trung Tả cũng lên tiếng phản đối đề xuất này và thay vào đó thúc giục chính phủ tập trung vào các vấn đề thực sự. Bà nói, có rất nhiều vấn đề cần giải quyết trong các trường học của chúng ta trước khi bị nhấn chìm trong một cuộc tranh luận về đạo đức mà chúng ta đã thấy. Vào năm 2009, một vụ kiện cho rằng việc treo thánh giá trong các trường học là vi phạm quyền tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo của các học sinh và giáo viên. Vụ án đã kháng cáo lên Tòa án Nhân quyền châu Âu và Tòa án đã ra phán quyết năm 2011 rằng không có gì cho thấy chính quyền không khoan dung với những học sinh tin vào các tôn giáo khác, những người không theo Kitô giáo hoặc những người có niềm tin triết học phi tôn giáo. Các thẩm phán cũng kết luận rằng, trong khi thánh giá trên hết là một biểu tượng tôn giáo, không có bằng chứng nào trước tòa cho thấy rằng việc trưng bày một biểu tượng như vậy trên các tường của trường học có thể làm ảnh hưởng đến học sinh. Mexico, hôm thứ Bảy 28 tháng 9 vừa qua, trong một cuộc biểu tình đòi hợp pháp hóa việc phá thai, các nhà hoạt động đã muốn đốt nhà thờ chính tòa Tổng giáo phận Mexico City. Trước tình cảnh này, các tín hữu Công giáo đã tụ họp trước cửa nhà thờ chính tòa để ngăn chặn việc đốt phá nhà thờ. Morichico Alfonso Huita, phó giám đốc lực lượng vệ binh quốc gia Cristera tại Mexico City, nói với hãng tin tiếng Tây Ban Nha ACI rằng nhờ những lời tố cáo trên mạng xã hội của người Công giáo, đề nghị bảo vệ các nhà thờ, chính phủ đã gửi cảnh sát đến để bảo vệ họ. Hãng tin ACI thuật lại rằng các nhân viên cứu hỏa đã hành động nhanh chóng để ngăn chặn đám cháy lan rộng và cảnh sát đã hành động để ngăn chặn các hành động tấn công của các nhà hoạt động vì quyền phá thai. Vatican, ngày 2 tháng 10 tại văn phòng báo chí Tòa Thánh, Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri loan tin cho giới báo chí về việc Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Cha Mario Grech, giám mục Gojo, thuộc đảo quốc Manta làm phó tổng thư ký Thượng Hội đồng Giáo mục Amazon. Như thế, với việc bổ nhiệm này, tại Thượng Hội đồng Giáo mục, sau Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, thì Đức Cha Mario là người giữ vị trí thứ hai. Chính Đức Hồng Y Bandisseri đã loan tin này vào trưa thứ Tư ngày 2 tháng 10 vừa qua, một vài ngày trước khi bắt đầu Thượng Hội đồng cho vùng Liên Amazon. Đức Hồng Y Bandisseri thay mặt Đức Thánh Cha tuyên bố, hôm nay Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Cha Mario Grech, giám mục Gojo, làm phó tổng thư ký Thượng Hội đồng Giáo mục. Đức Hồng Y giải thích thêm, khi nhận nhiệm vụ, phó tổng thư ký sẽ cùng với tổng thư ký làm việc cho Thượng Hội đồng. Đức Cha Mario sẽ thi hành nhiệm vụ phó tổng thư ký cùng với tổng thư ký, và khi tổng thư ký hết nhiệm kỳ, thì Đức Cha sẽ đảm nhận chức vụ này. Như thế, Đức Hồng Y nói rõ rằng, việc bổ nhiệm đã dự kiến cho việc kế nhiệm vai trò tổng thư ký Thượng Hội đồng Giáo mục ngay sau khi Đức Hồng Y Bandisseri bước sang tuổi 80 vào tháng 9 năm 2020. Sinh ngày 20 tháng 2 năm 1957 tại Cala, Mario Grech trở thành linh mục năm 1984 và được Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 bổ nhiệm làm giáo mục Gojo vào tháng 11 năm 2005. Một hòn đảo nhỏ giữa biển Địa Trung Hải, Gojo là một phần của Cộng hòa Manta, có diện tích 67 km², là một phần tư của toàn bộ đảo quốc và có dân số khoảng 32.000 người. Giáo phận Manta là một trong những giáo phận nhỏ nhất của giáo hội Công giáo, nhưng cũng là một trong những giáo phận có tỷ lệ linh mục cao so với dân số. Trong vai trò là chủ chăn của một giáo phận có nhiều vấn đề về di dân, Đức Cha Mario đã tích cực tham gia vào việc trợ giúp người di cư. Tháng 1 năm ngoái, Đức Cha đã tuyên bố với Vatican News rằng, chúng ta đã cử hành 70 năm tuyên ngôn nhân quyền, nhưng tôi tự hỏi, những quyền này ở đâu? Tại sao xã hội lại quá vô cảm trong việc bảo vệ các quyền cơ bản của con người như vậy? Tôi hiểu vấn đề di dân là một vấn đề phức tạp, nó phải được theo dõi và giải quyết với một thái độ bình tĩnh, cẩn thận, nhưng cũng với trách nhiệm. Và cũng vào tháng 7 năm ngoái, trong một bài giảng lễ Đức Mẹ, giám mục Gojo đã nói rằng, việc đóng đinh Chúa Giêsu cách đây 2.000 năm, ngày nay vẫn tiếp tục diễn ra. Chúa Giêsu đang hấp hối ở bất cứ nơi đâu con người phải đấu tranh chống lại nỗi sợ hãi, chán nản, bất công, bạo lực, nghèo đói. Và chính Chúa Giêsu cũng đang bị đắm chìm nơi biển cả, cùng với những người đang tìm cách thoát khỏi đó. Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe phỏng vấn Đức Hồng Y Fernando Finoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo.
thính giả, Bộ Truyền giáo đã phát động tháng truyền giáo ngoại thường kỷ niệm 100 năm Đức Giáo hoàng Benedict XV công bố tông thư Maximum in Lutte, Sứ vụ vĩ đại. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, về tông thư này và về tháng truyền giáo. Thưa Đức Hồng y, tại sao Bộ Truyền giáo nghĩ đến việc tổ chức một tháng truyền giáo ngoại thường? Chúng tôi nghĩ đến điều này bởi vì Đức Thánh Cha có ý định kêu gọi chú ý nhiều hơn đến việc loan báo tin mừng. Dịp kỷ niệm 100 năm công bố tông thư Maximum in Lutte là cơ hội lý tưởng để đặt lại việc truyền giáo ở trung tâm đời sống của giáo hội như là được thực hiện cách đây 100 năm với những đặc điểm của thời điểm hiện tại này. Tại sao tông thư Maximum in Lutte lại quan trọng như thế, thưa Đức Hồng y? 100 năm trước, khi Đức Giáo hoàng Benedict XV quyết định viết tông thư, việc truyền giáo khi đó đang thay đổi. Đức Giáo hoàng đã thu thập những gì đã có trong đời sống của giáo hội và trình bày tất cả theo một hình thức được diễn tả rõ ràng và đưa ra những chỉ dẫn rất tốt đẹp. Đức Giáo hoàng Benedict XV nhấn mạnh rằng việc truyền giáo phải được ưu tiên hàng đầu so với các tính toán và lợi ích khác đang là mốt thời bấy giờ. Chúng ta đừng quên rằng khắp Bắc Phi và Trung Đông, với sự kết thúc của đế chế Ottoman, một số quốc gia khác nhau đã được tìm thấy ở đó. Trong khi châu Phi ở dưới áp lực của các nước lớn, vào thời điểm đó được gọi là thực dân, những người chiếm đất. Châu Mỹ Latin cũng có một tình huống tương tự. Đức Giáo hoàng Benedict XV yêu cầu không được sử dụng các lợi ích thương mại, xã hội hay ý thức hệ như một phương tiện để đưa tin mừng thâm nhập vào các nước này. Thưa Đức Hồng y, vậy ưu tiên vào thời đó là gì? Đầu tiên là loan báo tin mừng, là truyền giáo, nghĩa là phải hiện diện tách biệt với lợi ích của các thực dân. Giáo hội đã tái phát triển bằng cách nhận lấy sứ vụ được Chúa Giêsu ủy thác, chứ không ủy thác nó cho người khác. Đó là một lá thư quan trọng. Đã có rất nhiều dòng truyền giáo phát sinh vào giữa những năm 1800, đầu những năm 1900, cho thấy có sự quan tâm truyền giáo rất mạnh mẽ. Tất cả các giáo hội đều muốn có một mối quan hệ với thế giới truyền giáo, và vì thế, Đức Giáo hoàng Benedict XV đã đặt động lực chung này của các giáo hội lại với nhau và nhấn mạnh rằng ưu tiên chính là loan báo tin mừng được thực hiện bởi giáo hội và không xin bén với các lợi ích khác. Thưa Đức Hồng y, một trong những đặc điểm của tông thư Maximum in Lutte là nhấn mạnh đến việc đào tạo các linh mục địa phương. Và không lâu sau đó, Đức Giáo hoàng Pio X đã truyền chức cho các giám mục đầu tiên của Trung Quốc. Đức Giáo hoàng Benedict XV đề ra việc dấn thân trở thành công cụ loan báo tin mừng là phải phục vụ để tạo ra các giáo hội mới. Dĩ nhiên, có nhiều cấp độ truyền giáo khác nhau. Việc bổ nhiệm các giám mục địa phương hay là bản sứ tiên khởi làm cho các sứ truyền giáo thoát ra khỏi bối cảnh lệ thuộc rất nhiều vào các nước thuộc địa hiện diện trong các miền ấy và làm cho giáo hội được tự quyết và độc lập hơn trong thực tại địa phương. Ví dụ, Tòa Thánh bổ nhiệm 6 giám mục Trung Quốc đầu tiên ở Trung Hoa năm 1926 và tại Việt Nam năm 1933. Điều này có thể xảy ra ở Trung Quốc, nhưng tại các nơi khác, ví dụ như châu Phi, người ta phải thành lập các cơ cấu bởi vì việc truyền giáo hầu như chỉ mới bắt đầu. Chúng ta mới kỷ niệm 100 năm truyền giáo tại một số nơi. Do đó, có những hoàn cảnh mà giáo hội có thể phát triển và những tình huống khác là không thể, và quá trình này phải được bắt đầu. Đức Giáo hoàng Benedict XV đã xem xét cả hai thực tế và thực hiện một bước ngoặt so với quá khứ. Vậy công việc đã phát triển như thế nào, thưa Đức Hồng y? Ngày nay, khi nhìn lại quá khứ, chúng ta có thể thấy trong 50 năm công việc truyền giáo lớn lao như thế nào. Và chỉ 50 năm sau đó, Công đồng Vatican II được tổ chức là một bước ngoặt khác. Công đồng xây dựng từ 50 năm trước và đưa ra một viễn cảnh về tương lai. Tháng truyền giáo được nảy sinh chính trong bối cảnh này bởi vì nó nói đến việc tái khởi động hoạt động truyền giáo trong bối cảnh và các nơi chốn khác nhau. Được rửa tội và được sai đi là chủ đề của tháng truyền giáo này, và nó hơi giống với điều Đức Hồng y Bergoglio đã làm ở Buenos Aires với sáng kiến bí tích rửa tội như là hoạt động truyền giáo. Nhưng phải chăng ý tưởng bí tích rửa tội ở đây không có vẻ như là chiêu dụ tín đồ, giữa lúc chính Đức Giáo hoàng Francisco mời gọi chúng ta đừng chiêu dụ tín đồ? Rửa tội là một hành trình kết thúc. Điều chúng ta đang nói đến không phải là bí tích rửa tội của những người đến và rửa tội cho người khác, mà là những người có mặt ở một nơi cụ thể, tạo nên khung cảnh cho mối quan hệ với dân chúng. Những mối quan hệ này là mối quan hệ của sự hiểu biết, phát triển trí tuệ và văn hóa với khả năng đọc viết, hỗ trợ cho nhu cầu vật chất, chẳng hạn như công việc trong môi trường giáo dục và y tế. Một công việc tạo ra tiền đề để mọi người đặt ra câu hỏi: tại sao bạn lại làm tất cả những điều này? Và câu trả lời là: tin mừng đã thúc đẩy tôi. Vì vậy,
câu hỏi, tin mừng là gì? Từ đó mới có các lớp giáo lý dạy cho họ. Do đó, những người tham gia giáo lý sẽ đến với bí tích rửa tội như là giai đoạn kết thúc của phương pháp đầu tiên. Không có gì ngoài lời đề nghị. Đây là phương pháp của tin mừng. Vậy đặc tính của phương pháp này là gì, thưa Đức Hồng Y? Mọi hình thức chiếm lấy linh hồn con người đều không phải là truyền giáo và cũng không được chấp nhận. Ngay cả các nhà truyền giáo cũng phải tính đến thực tại của địa phương. Về vấn đề này, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15 đã nói về việc đào tạo dân chúng trở thành những nhà truyền giáo đầu tiên của chính họ. Tinh thần truyền giáo cũng vì thế thay đổi. Những người được sai đi và được rửa tội không chỉ là những nhà truyền giáo mà là mọi người được rửa tội. Bởi vì nếu tôi yêu bí tích rửa tội, nếu tôi tin rằng đức tin của tôi là một gia sản, tôi trở thành một nhà truyền giáo. Niềm tin không thể là một điều ích kỷ chỉ giữ cho chính mình. Nó được thông truyền. Chính bí tích rửa tội làm cho chúng ta trở thành những nhà truyền giáo, trở thành chứng tá đức tin của chúng ta. Thưa Đức Hồng Y, ngày nay còn cần các chứng nhân hay các nhà truyền giáo nữa không? Chứng tá không phải là một gói đồ. Người ta không thể nhìn vào chứng tá theo quan điểm xã hội học được. Chứng tá không phải là thiện chí. Đó là một món quà từ Thiên Chúa, nó đến từ trên cao. Chứng nhân không biết anh ta là một nhân chứng, nhưng khi chấp nhận và sống tin mừng, người ấy thích nghi với thực tế này. Đó là vấn đề siêu nhiên. Nếu không, chúng ta đang nói về một câu hỏi xã hội học và điều dựa trên những gì đã được thực hiện hoặc đề xuất. Chứng tá không bao giờ biết mình là chứng tá. Sự khác biệt giữa một nhà truyền giáo và một chứng nhân là gì, thưa Đức Hồng Y? Chúng ta lấy ví dụ về cha Matteo Ricci ở Trung Quốc. Chúng ta nói đến ngài như một nhân vật phương Tây vĩ đại, nhưng chúng ta đi mà thiếu một chân, một cái chân Trung Quốc. Đó là ông Từ Quang Trí. Ông là một người Hoa, phó thừa tướng trong triều đình. Ông đã thực sự đón nhận đức tin theo một cách rất tốt đẹp. Khi hoàng đế hỏi ông tại sao lại trở thành Kitô hữu, ông trả lời rằng: "Tôi trở thành Kitô hữu vì chúng ta có quá nhiều văn hóa, nhưng những gì tin mừng nói là một món quà siêu nhiên mà chúng ta không thể có. Tha thứ cho kẻ thù không phải là điều bình thường của con người. Tha thứ chỉ có thể là một món quà từ Thiên Chúa." Ông Từ Quang Trí đã đón nhận đức tin và cho tất cả tài sản của mình cho người nghèo, đến nỗi khi ông chết người ta không thể làm đám tang. Nhưng hoàng đế đã trả tiền đám tang của ông. Do đó, ông đã trở thành chứng nhân của suy tư và chứng tá, dù ông không có ý định đó. Thưa Đức Hồng Y, mục tiêu của tháng truyền giáo ngoại thường là để có thêm nhiều nhà truyền giáo hay nhiều chứng nhân hơn? Là để có nhiều nhà truyền giáo hơn, bởi vì chúng ta không thể nghĩ rằng việc truyền giáo có thể ủy thác cho người khác. Tương tự như vậy, người ta không thể là một nhà truyền giáo nếu không đồng thời cũng là nhân chứng. Sự lôi cuốn của ơn gọi xuất phát từ việc chúng ta chứng kiến một điều mà bình thường con người không nhìn thấy và không hiểu. Truyền giáo bắt đầu bằng chứng tá, bằng những gì được thực hiện nhân danh Thiên Chúa. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị cùng Xuân Khánh cầu nguyện với đề tài Được rửa tội và được sai đi. Quý vị thân mến, có một câu chuyện kể rằng có một bé gái bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Khi lên 7 tuổi, cô bé được phẫu thuật tim. Gia đình cô bé được bác sĩ thông báo trước về việc này. Là Kitô hữu nên hàng ngày cô bé được mẹ dẫn đến nhà thờ gần đó để cầu nguyện. Khi hay tin mình sắp trải qua một cuộc phẫu thuật lớn, hàng ngày cô đến ngôi thánh đường nhỏ bé cầu xin Chúa ban cho cuộc phẫu thuật được thành công tốt đẹp. Và nếu xảy ra tình trạng xấu nhất, thì xin Chúa mở rộng vòng tay đón cô vào nước trời. Đã chuẩn bị tâm hồn, cô bé không còn lo lắng. Và rồi ngày phẫu thuật tim cũng đã đến. Khi vào phòng phẫu thuật, cô bé nói với các cô chú bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật hôm đó: "Cô chú ơi, con có thể cầu nguyện cùng Chúa trước khi con được phẫu thuật không ạ?" Vị bác sĩ trưởng trả lời: "Tất nhiên rồi." Nhìn cô bé quỳ lên cầu nguyện, các cô chú bác sĩ đều xúc động.
Và sau đó, cô bé đã bắt đầu bước vào cuộc phẫu thuật của mình với nụ cười nở trên môi. Cuối cùng thì cuộc phẫu thuật kéo dài mấy tiếng đồng hồ cũng đã kết thúc thành công trong sự vui mừng của cha mẹ cô bé. Một tuần sau ca phẫu thuật, vào buổi sáng Chủ nhật, vị bác sĩ trưởng bất ngờ đến thăm cô bé và nói: "Chú cảm ơn con nhiều lắm." Cô bé ngạc nhiên hỏi lại: "Chú cảm ơn con về chuyện gì ạ?" Vị bác sĩ trả lời: "Thật ra chú cũng là người có đạo như con vậy đó, nhưng chú lại không tuyên xưng đức tin được như con. Dần dần chú đã giống như người vô đạo, không nhớ đến Chúa nữa. Tuy nhiên, khi chú thấy con là một cháu bé mà đã tuyên xưng đức tin mạnh như vậy, chính con đã làm thức tỉnh lòng tin của chú." Vâng, chính cô bé đó đã là một nhà truyền giáo nhỏ tuổi. Quý vị thân mến, câu chuyện nho nhỏ trên đây dẫn chúng ta bước vào tháng truyền giáo đặc biệt. Mục đích việc cử hành tháng này là thúc đẩy việc gia tăng ý thức về sứ mạng đến với muôn dân và hăng say tiếp tục sự biến đổi truyền giáo trong đời sống và hoạt động mục vụ của Hội Thánh. Đồng thời, làm cho mọi tín hữu quan tâm tới việc rao giảng tin mừng và giúp các cộng đoàn của họ gia tăng nhiệt tình truyền giáo và phúc âm hóa. Ước gì tình yêu đối với việc truyền giáo của Hội Thánh cũng là một niềm say mê Đức Giê-xu và say mê dân của Người. Chủ đề của tháng truyền giáo này là được rửa tội và được sai đi, được lãnh nhận bí tích rửa tội, trở thành Kitô hữu. Mỗi người chúng ta đều có sứ mạng truyền giáo. Có lẽ chúng ta thường nghĩ truyền giáo là công việc của các giám mục, linh mục, tu sĩ hay của những người phải bỏ nhà cửa quê hương đi đến một nơi xa xôi để truyền giáo cho những người chưa biết Chúa. Chúng ta đã nghe kể về các thánh tử đạo Việt Nam, trong đó có nhiều vị từ Pháp, từ Tây Ban Nha bỏ lại quê hương, gia đình để đến Việt Nam và tử đạo tại đây. Có nhiều nhà truyền giáo phương Tây đến để phục vụ trong các bệnh viện, trường học, và có những vị truyền giáo hy sinh ở giữa những người phong cùi, những người nghèo khổ để an ủi, yêu thương và thay đổi cuộc đời của họ. Đúng là có những vị truyền giáo như thế. Nhưng có nhiều mức độ truyền giáo và mỗi tín hữu chúng ta đều có thể tham dự vào sứ vụ truyền giáo theo những cách thức khác nhau. Như Đức Hồng Y Philoni đã nói, chủ đề của tháng truyền giáo đặc biệt nhắc rằng chính những người đã được rửa tội như chúng ta trong môi trường sống của mình, qua cách sống của mình, khiến người khác phải đặt câu hỏi: tại sao chúng ta sống tốt, sống yêu thương, bác ái? Và khi họ biết được chúng ta sống theo tin mừng của Chúa, họ sẽ tìm đến với tin mừng. Ngày nay, rất cần những chứng tá hàng ngày sống, cuộc sống đời thường, làm chứng cho Chúa trong môi trường mình sống, như cô bé trong câu chuyện trên đây. Để đem Chúa đến cho người khác, chính chúng ta phải là những người có Chúa, tin Chúa, xác tín rằng Chúa là đấng ban ơn cứu độ, và chúng ta phải loan truyền niềm vui này cho mọi người. Do đó, chúng ta cần thể hiện mình là những nhà truyền giáo có Chúa, tin Chúa, qua đời sống vui tươi dù gian khổ. Sống tốt giữa những bon chen lọc lừa của xã hội ngày nay, yêu thương bác ái dù phải chịu thua thiệt. Đó là sống theo tin mừng. Chúng ta chưa cần đi đâu xa để truyền giáo, mà ngay trong gia đình chúng ta, bên cạnh nhà chúng ta, trong giáo xứ của chúng ta, còn có những người nguội lạnh cần được thắp lại ngọn lửa đức tin, còn có những người đau khổ cần được tình yêu thương của Chúa, còn có những người chưa biết Chúa là đấng thương xót vì đơn giản họ chưa từng được xót thương. Mẹ Maria là bậc thầy truyền giáo. Khi mẹ mang Chúa đến cho gia đình bà Elizabeth, mang niềm vui cho Gioan Tẩy Giả đang ở trong bụng mẹ. Xin mẹ dạy chúng ta cách truyền giáo. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.